2 cân 120.000 toàn quả. Con mang cả cái vui to này đi. Mang cả vui to. Cho cái vui bé vào đây. Mang cả túi bóng đi. Cân đấy. Cái kia của nó đâu rồi? Con đi rồi này em. Con đi rồi này em, bố ra kia bố mượn xe xong để cái xe kéo đi nhé. Con mang con dao đi. Mang mấy con rồi? Mang một con. Con đóng cửa này nhé, con đi đường này nhé, bố đi đường này.
ra bố được cú này. Con ra bé của bố ở cái cân này. Được quả nào chiếc cún ơi. Ừ, nó rơi chết thì được. Sao con gùi đi để vào xe nhá. Con không mang con dao về. Con dao đấy. Ôi một cái gối mất rồi à? Có một cái gối ở đây. Con đi đâu ai? Anh không mình mang cái đá nha bố.
một cùi nó là đầy rồi này, hai cùi. Chưa hiểu. Bố ơi, cái này không nghèo đâu. Ơi bố, chờ tí nhé. Cho bố lấy đây thôi, bố ra lấy được chưa? Con khăn nước nó bị tí ra thử uống. Con đi uống nước thì đi tìm lấy nước. Dạ. Con đựng gì cho bố nhé. Dạ.
lấy túi lấy cân các thứ đi nhé. Bỏ cái đây vào gùi đi. Không biết có chín không anh? Chín mà, bổ bổ không chín. Không chín thì cái này cứ bổ bừa đấy nhá. Chứ không phải là chọn của nào đấy. Bổ chín mà. Ăn thử đi, ngọt mà. Đưa nhà trồng mà. Okay.
kia phổ biến nó khúc mà. Mà cửa kia tụi nó không khá là thích vậy. Mày nó nhiệt tụi nó nhiệt. Sáu mươi. Này. Sáu mươi. Cái này. Cảm ơn nha. Sáu cân dưới tí sáu cân. Rồi, cảm ơn nhá. Mười hai cân 120. Con đi tiêu hộ đi. Ba cân. Tôi lấy ba mình nha. Cảm ơn ba nhé. Dưa đây. Mấy cân anh nhỉ? Lấy 2-3 quả ấy. Đúng quả nhé. Đưa đây ba ơi. Bán cái gì đây? Rồi cho bác thôi, không có lấy tiền đâu. Rồi bác lấy một quả cho xin quả này. Rồi cho bác thôi. Không có cho bác thôi, không lấy tiền đâu. Được rồi. Cảm ơn nhé. Muốn chặt cân đi.
hơi nhiều rồi. Lâu. Đến mấy quả đấy. Đi quay lại lên này. Đi bán dưa. Bán dưa, bán dưa. Một túi ăn nhá. Một cân 10.000. Lấy cho một con 2-3 cân. 2 cân. Lấy cho 2 cân. Ơn nha. Này nắp lên, này nắp lên. Lấy cái nắp lên. Lấy 30.000. Rồi của cháu lấy 20.000. Làm bữa trưa đi. Con nát quả lên hết nhé. Tối rồi thì con thứ. Ôi giời, tối bán 8 thôi. Chết đâu tưởng là vẫn còn lốp lốp lốp. Rồi để bố quay xe thì về. Hết rồi. Rồi hết rồi con. Mà con lấy cái này đi xong tí bố đi giải cái xe. Thank you.